Đây là bó hoa rất là bự, tặng quậy. Ủa? Tặng quậy. Đẹp quá vậy. Tặng đi bà ngoại nha. Chúc bà ngoại nhiều sức khỏe, chúc bà ngoại lúc nào cũng khỏe mạnh. Chúc bà lúc nào cũng khỏe mạnh và sống bên con cháu. Rồi, mẹ cũng cảm ơn con. Cảm ơn mẹ cái. Hey. Đâu vậy? Trời ơi. Phim đâu? Phim đâu? Đẹp trai không? Sao mà đẹp trai vậy? Trời mới làm vậy làm cái gì? Ồ. Ôi, đẹp dữ vậy. Để nó mời mấy bà nè. Hôm nay ngày hôm nay là chạy qua nhờ sớm luôn. Trời ơi. Đồ đã vậy. Được. Em em em. Đã gì? Chơi. Rồi, mở ra, chung. Sao vậy? Nó phải chạy chơi. Ủa, đi sớm không? Sao đi đâu mà sớm hả? Ồ, ồ, ồ. Nay mua bông tặng mẹ nữa. Nhờ tới nhắc nhở xét vậy. Đừng bị cầu đi nè. Nhảy nhảy, nhảy ra đưa đất cho quay rồi. Đây là bó hoa rất là bự, tặng quậy. Ủa? Tặng quậy. Đẹp quá vậy. Tặng đi bà ngoại nha. Trời ơi, đi đi. Ủa? Lại quậy. Đây nè, các bạn. Đẹp quá trời đẹp. Rồi, chơi chơi đi. Ok. Rồi, đẹp vậy. Đẹp không? Đẹp. Chúc bà ngoại nhiều sức khỏe. Chúc bà ngoại lúc nào cũng khỏe mạnh. Chúc bà lúc nào cũng khỏe mạnh và sống bên con cháu. Rồi, mẹ cũng cảm ơn con. Cảm ơn mẹ cái. Ok, mẹ hơi ngại. Thì con gãy rồi. Quen hả? Gì? Đó. Đẹp ha. Đó. Hết rồi hả? Mày đi bảo đó hả? Đó rồi. Thì đúng hả? Cái gì? Cái gì? Con nó làm bằng vỏ đẹp quá ha. Đẹp không mà bà ngoại? Đẹp. Trời đất ơi. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp ngọc. Đẹp. Đẹp không? Đẹp không con? Dạ ba đi, cảm ơn ba đi. Trời ơi. Quỳnh đọc cái này coi, Quỳnh đọc cái này coi. Phụ nữ nhà Lê Dương Bảo Lâm Mãi Đỉnh. Trời đất ơi. Vậy mà sao không có bông chê? Thì bông nhỏ đó, bông nhỏ cho em đó. Em nhắc nhở anh hoài luôn á. Vậy hả? Bữa hổng mới ta bận quá, 14 tháng 2 cái quên luôn. Sao mùng 8 tháng 3 mà xấu gì? Sao 8 tháng 3 mà xấu gì? Đây, thêm một cái đồng nữa đây. Ôi, ôi. Hóa trời, để chân ngay luôn. Chân ngay luôn. Trời cha. Năm nay này là mùa bông được này, hai vỏ bông được rỡ luôn. Đây, bông được rỡ nha. Đẹp không Quỳnh? Đẹp. Cái này là của Quỳnh. Rồi đây đứng đi chụp đi. Rồi cười lên. 2, 3. 2, 3. Bông sao bí xị vậy? Bông mà sao bí xị Quỳnh? Đó. Đó. Cái gì? Út tặng mẹ mà. Út tặng mẹ gì? Bụng hết sức mua phen. Đây, mấy bông của em đây. Chúc mừng em. Đó. Cái bông đó của Quỳnh nha, Quỳnh nha. Quỳnh cảm thấy xúc làm sao khi mà được bó bông như thế? Cái nào? Đó. Cái đó mẹ, em mua tặng mẹ mà. Ủa vậy hả? Ủa, ở trong bông của tao đặt ở trong đó Hùng. Lẹ đi, để cái bảng ra luôn. Ngọc, cảm xúc con sao Ngọc? Nó chán ghê của dì dơ đó, bông hoa đồ ê hề mà sao đó. Rồi đem nó đi Hùng, đem cho chị đi, không để luôn. Tuyệt vời, đây là bó hoa. Long Thái tặng cho em, chúc em 8 tháng 3 thật là vui vẻ nha. Ngọc
Ok trời em. Trời ơi, chưa có cái nào của ba mày tặng mẹ. Ok, bây giờ sẽ để bông lên đây, anh sẽ chở em đi được không? Đi. Sao vậy? Sao vậy? Xạo gì? Ôi khùng quá, điên khùng. Xạo em. Cảm xúc làm sao nè, cảm xúc làm sao? Cảm xúc mỹ hả? Bây giờ hả? Quen rồi. Quen rồi sao? Không bao giờ được cho hết. Cái gì? Không bao giờ tặng bông chi vợ. Thì bông thì chung đi, tự nhiên cái chi? Cầm đi hôn mày, cầm tao không? Đâu, phim cục ba, cục vàng của ba đâu? Phim em muốn tặng hoa cho miệng nha. Trời ơi, phim nè cô chú ơi. Dạ vậy mặc áo len nữa. Ai dạy vậy? Ai dạy mà đẹp trai vậy? Nè, quay qua đây. Mày đi qua đây. Con này. Đó, thương không? Sao hai cha con đẹp mà Quỳnh nhìn thấy ấy vậy? Hay, mà phải hóa hơn thôi. Học biết, ảnh nhọc lên nhớ, cho em nhọc lên nhớ. Thôi, nói cái này mẹ đã bị nhà chê rồi, con đừng để chị Phin nè cô chú ơi, Phin nè. Hai cho con mẹ đó lên. Hai mẹ con ta chê nha. U chu chu. Ngọc phải thấy cho nay. U chu chu. Hết chưa? Để nó chờ. Để ba. Có đẹp không Quỳnh? Hả? Có đẹp không? Đẹp. Dạ. Ba mua Sài Gòn hả? Không mua ở đây á. Quá trời. Đẹp quá. Vui không Hoài? Vui. Cắm bản vô lời. Đây để gì kìa. Này cũng đẹp quá ha. Lấy bông đó để ngay góc này nè Trung. Nó chụp hình. Thơm quá. Rồi Trung chạy xe anh trở đi Trung. Cái gì vậy? Em là có anh rồi nè. Có hai cha con tôi là được rồi. Đúng không Vin? Đúng không? Có hai cha con tôi là ngon cuộc đời rồi. Ba đi làm. Còn chị hai con đâu? Chị hai đâu? Đi học rồi. Trời đất cơ. Thương vậy trời. Lấy ra ghế trên ngồi luôn mày. Lấy gì nữa? Chở em để em đúng không? Rồi em được điên quá như đó là đủ rồi. Trời ơi, sao clip năm nào tôi có đó cái này vậy trời. Trời ơi, là trời ơi. Nhi, Ích, Ngọc và Phiên. Mới mốt lớn rồi nhớ mua là tặng mẹ nha. Ôi. Nói dạ. Mẹ mua tặng nhân viên mà. Đẹp trai quá. Ồ. Vậy con tặng mẹ đi. Tặng mẹ nè. Tặng mẹ. Con có tặng mẹ đi. Con tặng mẹ đi. Để xe đấy ba, để xe đấy ba. Thôi bye bye mọi người đi. À, hôm nay là ngày 7 tháng 3. Chúc tất cả mọi người phụ nữ ở trên thế giới này lúc nào cũng nhiều sức khỏe và lúc nào cũng được yêu thương. Gia đình đã vui lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người 8 tháng 3 thật là vui vẻ. Bye bye mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.